Chào mừng các bạn đã đến với tin tức 24 giờ TV trong chuyên mục Người bản lĩnh. Hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời của diễn viên Nhã Phương, người sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên tài năng của điện ảnh Việt Nam. Tuy trải qua nhiều chuyên chuyên, nhưng với sự nỗ lực trau dồi không ngừng qua từng ngày, sự công hiến của Nhã Phương đã đến lúc được ghi nhận. Nhã Phương tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1990 tại Đắk Lắk, là một nữ diễn viên điện ảnh truyền hình người Việt Nam. Cô được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Những Thiên Trần Áo Trắng, Gia Đình Số Đỏ, Khoa Nắng, Cô Nàng Nặng Cân, Quả Tim Máu, Vừa Đi Vừa Khóc, Tuổi Thanh Xuân, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Yêu Đi Đừng Sợ. Từng là cựu sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ năm 18 tuổi, Nhã Phương đã có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ. Xuất thân trong một gia đình nề nếp kỹ cương khi bố cô là một nhà giáo, được nuôi rèn từ nhỏ, Nhã Phương bước vào nghề với một lý lịch sạch. Cô luôn nói không với scandal cho đến khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với danh hài Trường Giang. Là một trong những danh hài nổi như cồn với những câu chuyện về tính đào hoa của anh, Nhã Phương đã không ít lần khóc nghẹn. Năm 2009-2012, sự nghiệp ban đầu. Nữ diễn viên sinh năm 1990 sở hữu cho mình những vai diễn một thời tạo trend cho giới trẻ Việt. Cô bén duyên với điện ảnh qua bộ phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Bộ phim về câu chuyện tuổi học trò từng làm mưa làm gió trong suốt những năm 2009-2010. Tiếp đến là bộ phim ngắn Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Nhã Phương đóng cặp cùng với Đình Hiếu, dù chỉ là bộ phim ngắn đồ án tốt nghiệp của một sinh viên, với mức đầu tư không cao, bộ phim để lại dấu ấn lớn cho Nhã Phương với biệt danh Hot Girl Bánh Tráng Trộn. Vai diễn chân chất một mạc hiền lành, gần như đúng với tính cách của Nhã Phương ngoài đời, được cô nàng thể hiện một cách tròn vành rõ chữ. Nhã Phương đóng các vai diễn đúng với lứa tuổi của cô lúc bấy giờ, một học sinh. Tuy chỉ là những vai nhỏ, cô đã thể hiện được tiềm năng diễn xuất của mình và được đánh giá cao ở những phân cảnh nội tâm. Sau đó cô tham gia hai bộ phim với tuýp nhân vật khác hẳn với những vai trước đó. Năm 2011 cô thủ vai quận chúa Thương Thương trong Anh Chàng Vượt Thời Gian. Bộ phim này tuy không được công chúng đánh giá cao nhưng vẫn giúp cho Nhã Phương nâng tầm diễn xuất của mình. Năm 2012 cô hóa thân vào vai Cát, một cô gái miền biển ngây thơ trong sáng trong bộ phim điện ảnh Cát Nóng. Giống với bộ phim Anh Chàng Vượt Thời Gian mà Nhã Phương tham gia năm 2011, bộ phim này cũng được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Diễn xuất của Nhã Phương dù được nhận xét tích cực nhưng mà vẫn chưa thực sự được chú ý. Năm 2013-2014, chuyển mình. Năm 2014, cô tham gia bộ phim truyền hình Vừa Đi Vừa Khóc, Nhã Phương vào vai theo, cô gái đanh đá, mê trai điên cuồng, luôn bám theo nhân vật chính Minh Hằng để chăm sóc. Nhã Phương đã thể hiện một nhân vật theo lém đỉnh hài hước, đôi lúc lại rất vô duyên, khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Mặc dù chỉ tham gia tuyến nhân vật phụ, có những giai đoạn vai theo của Nhã Phương còn nổi bật hơn cả cặp nhân vật chính. Cũng năm đó, bằng việc nhận lời mời tham gia phim kinh dị Quả Tim Máu, Nhã Phương đã chứng tỏ được sự trưởng thành trong diễn xuất của mình. Có thể nói, đây là vai diễn nặng ký của Nhã Phương từ trước tới giờ. Không như những vai diễn vui tươi trước đây, vai Linh trong Quả Tim Máu đòi hỏi Nhã Phương phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và diễn biến nội tâm phức tạp hơn. Diễn xuất của cô trong phim không chỉ được khán giả tán thưởng mà còn góp phần mang lại doanh thu phòng vé rất lớn cho bộ phim. 2015 đến nay, ở đỉnh cao sự nghiệp với các vai diễn để đời, từng bước đi của Nhã Phương trên con đường nghệ thuật đã được công nhận, không ngủ quên trên chiến thắng, cô vẫn tiếp tục học hỏi không ngừng, trau dồi không nghỉ mỗi ngày với những tiếng vang lớn trong sự nghiệp của cô những năm sau này. Vai Linh trong bộ phim hợp tác cùng với Hàn Quốc Tuổi Thanh Xuân, bước đánh dấu cho sự nghiệp thăng hoa, cô nhận được nhiều lời khen với vai diễn đầy nội tâm cùng với nam diễn viên Canteo và cũng chính nhân vật này đã giúp cho Nhã Phương bội thu nhiều giải thưởng lớn được cả cộng đồng ngoài nước biết đến. 49 ngày bộ phim rộ lên chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương cũng là một dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh của cô những năm đó. Và cũng trong thời gian này cả hai thừa nhận phải lòng nhau dù lúc đầu Nhã Phương rất sợ khi phải đóng với Trường Giang vì tính cách anh hay ghẹo cô nàng. Duyên đến không thể cưỡng cầu, họ công khai mối quan hệ trước truyền thông báo chí khoảng thời gian sau đó. Cột mốc 49 ngày có lẽ là điểm mốc cho sự nghiệp điện ảnh của cô, cũng là cột mốc cho mối quan hệ của cô và danh hài Trường Giang. Dù không ít khán giả cho rằng cả hai mượn chuyện tình cảm để tạo doanh thu cho phim, nhưng giới chuyên môn và không ít khán giả đã chứng minh rằng doanh thu là chính thực lực của cả ekip làm phim, không dựa vào bất cứ câu chuyện ngoài lề nào. Minh chứng xác thực nhất là những giải thưởng mà bộ phim 49 ngày đoạt được, đạt doanh thu áp đảo phòng vé, là những lời tán thưởng từ chính giới chuyên môn.
Khúc hát Mặt Trời, Zippo, Mụ Tạc và Em, Yêu Đi Đừng Sợ là hàng loạt những bộ phim dần chứng minh được tài năng thật sự của nữ diễn viên. Nhã Phương luôn bị đánh giá là một màu khi chỉ diễn những vai ủy mị ướt át, nhưng nhìn lại những vai diễn với đa dạng tính cách nhân vật mà cô tham gia, không thể phủ nhận việc Nhã Phương có thể biến hóa ở nhiều hình tượng cũng như là thể loại phim khác nhau. Tuy nhiên vẫn giữ nét tính cách thế mạnh của cô, vốn dĩ không phải một màu, mà việc được mời vào những vai tương tự, điều đó chứng tỏ những vai diễn đầy cảm xúc cần sự nhập tâm. Nhã Phương luôn không khiến cho khán giả thất vọng. Cũng hiến hết mình, khán giả đã rất thương cô diễn viên không scandal này bằng cách dành tặng cho cô rất nhiều giải thưởng danh giá, bù lắp lại sự dày công nỗ lực không ngừng của Nabi Nhã Phương. Năm 2015-2016, cô được đề cử hạng mục nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng lần thứ 21-22 và đã đoạt giải, được vinh danh là một trong 10 nghệ sĩ của năm. Đời tư, cao thủ thực sự trong tình yêu hay chỉ là tình yêu mù quáng? Nhã Phương bị bắt gặp hôn Trường Giang, bạn diễn trong bộ phim 49 ngày. Ban đầu cặp đôi phủ nhận tin đồn nhưng dần dần họ cũng thú nhận tình cảm. Tuy nhiên người đàn ông mà cô quyết định lên xe hoa, gửi gắm cả quãng đời còn lại của mình chính là người đàn ông đã phụ tình cô không chỉ một lần, với hai lần bị lộ và cũng có thể là nhiều lần khác không được phanh phui. Cũng chính là người đàn ông sáng còn âu yếm với cô, với đủ cử chỉ thương yêu thương mến trước đám đông, như là ngầm khẳng định chắc nịch rằng cô ấy là của tôi. Tối đã cạnh bên một cô gái khác, tuy nhiên trái lại với những lời phán đoán dèm pha cho một cái kết chia tay, thì sáng ngày 24 tháng 8 năm 2018, Nhã Phương đã làm lễ đính hôn với Trường Giang. Ngay sau đó một tháng, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, lúc 14 giờ, Trường Giang và Nhã Phương đã làm lễ rước dâu. Tối cùng ngày 18 giờ, cả hai làm đám cưới tại trung tâm hội nghị Gem Center với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Chưa một lần dính scandal, gặp Trường Giang yêu và cưới Trường Giang có lẽ là bước đi cảm tính nhất của cô gái mạnh mẽ này. Cho dù biết tất cả đau thương cô đã từng chịu đựng đều do người đàn ông ấy mà ra, nhưng cô gái kia vẫn kiên cường mạnh mẽ, đón đầu bão táp. Khi đi qua tất cả mà cô đang có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cái kết cho mối tình gây nhiều tranh cãi, họ đã và đang tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Minh chứng cho điều này, vào tháng 8 2019, Nhã Phương đã đón bé Destiny, chào đời cho thấy một cái kết viên mãn sau những sóng gió mà cô đã trải qua. Một Nhã Phương mạnh mẽ, kiên cường, chưa từng than vãn trước truyền thông. Một Nhã Phương luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Cô chưa bao giờ và cũng không hề muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Thành quả của cô có được là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ. Một cô gái tự bước đi trên chính đôi chân của mình, không ra thế, không chỗ dựa, lại không một lần tai tiếng. Đặc biệt, người hâm mộ vô cùng tò mò về tài sản mà Trường Giang và Nhã Phương sẽ sở hữu sau khi chính thức nên duyên vợ chồng. Về khối tài sản chung của cặp đôi sẽ bao gồm những gì? Căn biệt thự ven biển trị giá 15 tỷ đồng. Là một trong những danh hài hàng đầu của làng giải trí Việt, với tần suất xuất hiện trên các sân khấu thường xuyên, nhiều khán giả ngầm đoán rằng thu nhập của Trường Giang cũng vào loại cao của showbiz. Theo nhiều nguồn tin, cát xê của Trường Giang nếu làm MC dao động khoảng 80 triệu đồng, còn mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí có thể lên tới 100 triệu. Vào sinh nhật năm ngoái, Trường Giang đã khoe với người hâm mộ hình ảnh căn nhà biệt thự ven biển anh mới tậu ở Phú Quốc. Tuy không nói cụ thể về giá trị căn biệt thự này, nhưng mà bạn bè của nam danh hài cho biết nó có giá lên tới 15 tỷ đồng. Căn biệt thự đặc biệt của Trường Giang có không gian thoáng đãng, view trực tiếp nhìn ra biển, nội thất bên trong của căn nhà khá đơn giản nhưng tinh tế nhã nhặn. Xe hơi hạng sang, nhiều năm qua Trường Giang vẫn trung thành với chiếc xe của nhãn hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes dòng C300 đời 2015. Xuất hiện từ khá sớm, Mercedes C-Class là một trong những dòng xe sang quen thuộc nhất tại Việt Nam. Chiếc xe màu đỏ của Trường Giang có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng. Nam danh hài thường xuyên sử dụng chiếc xe này đi tới các chương trình và sự kiện. Đây cũng từng là mẫu xe ưa thích của khá nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam như Thanh Thảo, Tuấn Hưng. Trường Giang cũng mua tặng vợ một chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive trắng muốt với giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Thời gian sau thì Nhã Phương vẫn liên tục di chuyển trên chiếc xe mà người yêu tặng chứ không đổi xe mới. Đặc biệt một số lần, người hâm mộ còn bắt gặp Nhã Phương mượn chiếc xe màu đỏ của Trường Giang để đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2017, Trường Giang mở nhà hàng Bữa Khó, chuyên về các món cơm hương vị quê nhà tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy từng vướng phải lùm xùm chặt chém khách, nhưng mà nhà hàng của nam danh hài vẫn tấp nập khách tới ăn vì sự nổi tiếng của anh và bạn gái Nhã Phương. Nhiều người hâm mộ Trường Giang đã tìm đến nhà hàng của anh với hy vọng sẽ được gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình.
không gian của nhà hàng Mười Khó cũng được nhiều người khen ngợi, đậm chất dân dã, thôn quê quen thuộc. Các xe khủng từ các bộ phim, đại diện nhãn hàng và quảng cáo. Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Việt. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Ngày Ấy Mình Đã Yêu hay là phim điện ảnh Quả Tim Máu. Tuy chưa từng tiết lộ mức cát xê cho mỗi vai diễn, nhưng mà nhiều người cho rằng với danh tiếng hiện tại thì Nhã Phương sẽ bỏ túi lượng cát xê khổng lồ. Ngoài việc tham gia diễn xuất, Nhã Phương còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu trong nước và liên tục được mời tham gia các. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.